đại quân hai bên giàn trận, Nga-Ukraine quyết chiến ở Kharkov. Ukraine tuyên bố phá hủy tàu quan trọng của Nga ở Biển Đen. Tâm trạng lính Ukraine sau khi Mỹ cho phép tấn công lãnh thổ Nga. Lý do xe tăng bất khả chiến bại của Mỹ không phát huy hiệu quả ở Ukraine. Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế được cập nhật mới nhất trên kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Bản tin hôm nay sẽ có những sự kiện nào đáng chú ý? Mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật. Trong ngày qua, chiến trường Nga-Ukraine ghi nhận hàng loạt diễn biến mới nóng bỏng. Theo đó, kênh Military Summary đưa tin, cả Nga và Ukraine đều đang tiếp tục triển khai quân tới biên giới giữa hai nước. Các cuộc tấn công của Ukraine vào phía Nga đã được dự đoán trước. Ở Kherson, quân đội Nga thỉnh thoảng tấn công các vị trí của Ukraine. Một blogger tuyên bố rằng không còn binh sĩ Ukraine nào ở bên hữu ngạn sông Dnipro. Tại Biển Đen, lực lượng Kiev dung xuông không người lái tấn công một tàu Nga, khiến quân đội Moscow phải chuyển hạm đội của họ tới nơi an toàn hơn, cách xa bờ biển Ukraine. Trong khi đó, Ukrainska Pravda đưa tin, vào tối muộn ngày 6 tháng 6, không quân Ukraine đã báo cáo về sự xuất kích của 4 máy bay ném bom chiến lược Nga và sau đó ghi nhận các vụ phóng tên lửa hành trình. Không quân Ukraine phát cảnh báo đỏ, chú ý 4 chiếc Tu-95 đã xuất kích. Lúc 3 giờ 24 phút ngày 7 tháng 6, tức 7 giờ 24 phút theo giờ Việt Nam, quân đội Ukraine báo cáo có tên lửa hành trình ở khu vực Chernihiv tiến về Nizhny hướng về phía Tây. Lúc 3 giờ 35 phút, một tên lửa hành trình ở khu vực Kiev đổi hướng tới Obukhov. Lúc 3 giờ 41, tên lửa ở khu vực Bogutlav hướng về phía Tây Nam. Lúc 3 giờ 43 phút, một tên lửa hành trình khác ở khu vực Nizhny hướng về phía Tây Nam. Lúc 3 giờ 52 phút, tên lửa hành trình đang hướng tới Ladizin. Tên lửa ở khu vực Borispil hướng về phía Nam. Lúc 3 giờ 59 phút, tức 7 giờ 59 phút theo giờ Việt Nam, tên lửa hành trình đầu tiên được phát hiện ở khu vực Sagorod hướng về phía Khmelnytsky. Ở một diễn biến khác, kênh Readoka đưa tin theo hướng Krasnoliman, quân đội Nga vượt sông Sukhaja Plotva và tiến tới quét sạch các cao điểm do Ukraine chấn giữ ở phía đông Zadolovka. Cuộc tấn công ngôi làng cũng sắp đến gần. Trong bối cảnh tình hình đang phát triển ở các khu vực khác của mặt trận xung quanh Sevek, có thể thấy việc Nga kiểm soát được Radolovka sẽ là một bước quan trọng nhằm săn bằng chiến tuyến. Sau đó, chiến dịch tấn công Sevek sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian và chiến thuật. Lực lượng Moscow phải huy động lực lượng dọc tuyến Perednoze, Vyemska, sau đó có thể chuyển sang xử lý các công sự của Ukraine để tấn công các làng Ivano, Darievka và Spoknoze. Trở ngại lớn trên đường tới Sevek của quân đội Nga là quả đồi cao với các công sự vững chắc ở phía đông thành phố. Nếu giải quyết được các điểm cao, binh sĩ của họ sẽ phải gây áp lực lên hệ thống phòng thủ ngoại vi của Ukraine từ phía nam và phía đông, buộc toàn bộ mặt trận của đối phương sẽ sụp đổ. Sau khi dọn sạch các vị trí của Ukraine ở ngoại ô thành phố từ nhiều phía khác nhau, quân đội Nga sẽ có thể tiến hành một cuộc tấn công vào quả đồi, khu vực kiên cố chính của lực lượng Kiev để phòng thủ Sevek trên hai hướng cùng lúc, từ Zolotarevka và Verkhne Kamensky. Theo kênh Toby Azodele, lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát hoàn toàn Novoselovskoye theo hướng Svatovsky. Các khu trồng rừng gần đó cũng bị kiểm soát. Cuộc tiến công của Nga đạt bước tiến sâu tới 1,8 km. Cũng theo kênh Toby Azodele, có những báo cáo chưa được xác nhận rằng quân đội Nga đã kiểm soát một khu trồng rừng rộng lớn ở phía đông nam Konstantinovka, nằm giữa Marinka và Ukleda. Nếu thông tin được xác nhận thì hóa ra không có gì ngăn cản được lực lượng Moscow tiến vào trung tâm hậu cần quan trọng này của quân đội Ukraine ở hướng Nam Donetsk. Ngoài ra, kênh Lord Bebo cho biết chiếc xe tăng M1 Abrams thứ 14, một số nguồn là chiếc thứ 13 của Ukraine, vừa bị Nga phá hủy tại một địa điểm chưa xác định. Tuy nhiên, video cho thấy đây chính là cỗ chiến xa đỉnh đám do Mỹ chế tạo. Nếu vụ việc được xác thực thì đã có tổng cộng 14 hoặc 13 trong số 31 chiếc Abrams bị loại khỏi cuộc chơi. Lô 31 xe tăng M1A1SA Abrams của Mỹ đã đến Ukraine vào ngày 5 tháng 11 năm 2023 và bắt đầu tham chiến vào cuối tháng 2 năm nay. Ukrainska Pravda đưa tin, sau cuộc không kích của Nga vào sáng sớm ngày 7 tháng 6, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một trong những cơ sở công nghiệp ở vùng Kiev. Cơ quan quản lý nhà nước khu vực Kiev thông báo, công tác dập tắt đám cháy tiếp tục được tiến hành, tất cả các cơ quan ứng phó khẩn cấp đang hoạt động, không có thiệt hại gì. Suốt đêm, đối phương tấn công khu vực bằng UAV và tên lửa. Báo động kéo dài 4 giờ và lực lượng phòng không đã khai hỏa trong khu vực. Về phía Ukraine, Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, tính đến 22 giờ 30 phút ngày 6 tháng 6, Nga tấn công tích cực nhất theo hướng Pokrovsky, Avdiivka với 28 cuộc tấn công. Báo cáo có đoạn, hiện tại 73 cuộc đụng độ đã xảy ra. Trong vòng 24 giờ, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine bằng cách sử dụng 2 tên lửa và 35 cuộc không kích với 58 bom KAB và sử dụng 477 UAV. Đối phương đã tiến hành 2.734 cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau.
Trên hướng Kharkov, Nga không thực hiện các hành động tấn công chủ động mà đang cố gắng đánh bật các đơn vị Ukraine bằng cách bắn phá dữ dội. Tình hình đã được kiểm soát. Theo hướng Kupiang, đối phương đã cố gắng tiến tới các vị trí của chúng tôi ở khu vực Druzhelyubovka và Petropavlovka suốt cả ngày. Báo cáo viết ba đợt tấn công của họ đã bị lực lượng phòng vệ đẩy lùi. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công của Nga ở Liman, Sevetsky, Kramatorsk, Pokrovsky, Kurakhovsky, Vremovsky, ở hướng Orekhovsky và Dnieper. Tình hình không có những thay đổi đáng kể. Báo cáo cho hay từ đầu ngày đến nay, các đơn vị không quân, tên lửa và pháo binh của Ukraine đã đánh trúng 4 khu vực tập trung nhân lực, 1 khu vực tập trung vũ khí, trang thiết bị quân sự, 1 hệ thống phòng không và 1 radar của Nga. Tổng cục tình báo HOR của Bộ Quốc phòng Ukraine mới đây cho biết, nước này đã phá hủy một tàu kéo lớp Saturn dự án 498 của Nga, có vai trò quan trọng đối với việc vận chuyển các thiết bị và vật tư quân sự hạng nặng từ đất liền Nga đến bán đảo Crimea. HOR tuyên bố, Saturn sẽ không còn ra khơi nữa, lực lượng đặc biệt của HOR đã phá hủy tàu kéo của Nga. Đi kèm bài đăng là đoạn video được mô tả là ghi lại cảnh con tàu Nga bị tấn công. Các tàu lớp Saturn thuộc dự án 498 là tàu kéo được thiết kế để hỗ trợ các loại tàu biển có trọng tải lớn tại bến cảng, kể cả trong điều kiện băng giá. Những con tàu này cũng được trang bị hệ thống chữa cháy. Theo báo cáo, đơn vị đặc biệt số 9 được cho đã đánh trúng con tàu vào ngày 6 tháng 6 gần bờ biển Crimea bằng xuồng cảm tử USV. Ukraine nói rằng vụ cháy dữ dội đã xảy ra sau khi con tàu bị tấn công. Kyivpost cho hay, 3 USV đã tham gia vào vụ tấn công. Trước đó, Ukraine nhiều lần tuyên bố dùng xuồng cảm tử và tên lửa tầm xa cũng như UAV tấn công mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea, khiến hạm đội Biển Đen của Nga bị tê liệt. Hồi tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Grant Sapp cho biết Nga đã mất 20% hạm đội Biển Đen trong 4 tháng trước đó, đồng thời tuyên bố sự thống trị của Nga ở Biển Đen đang bị thách thức. Hồi tháng 3 năm nay, người phát ngôn của Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk cũng nói rằng 1/3 hạm đội Biển Đen của Nga đã bị phá hủy sau các cuộc tấn công kể từ đầu xung đột. Nga được cho là đã di rời một số tàu ở Biển Đen từ bán đảo Crimea đến căn cứ Novorossiysk ở khu vực Krasnodar của Nga, cách xa bờ biển Ukraine. Nga cũng được cho là đang thiết lập một căn cứ khác ở Biển Đen, ở Abkhazia, một khu vực ly khai của Georgia. Các động thái này giúp tách biệt các khí tài của Nga ở Biển Đen ra xa tầm tấn công của Ukraine. Trong một diễn biến khác, rạng sáng ngày 6 tháng 6, một kho dầu của Nga ở vùng Belgorod đã bị máy bay không người lái Ukraine tấn công. Hoạt động này do Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine DIU lên kế hoạch và thực hiện. Thống đốc vùng Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov cho biết, một trong những bể chứa dầu tại kho chứa ở thành phố Stary Oskol đã bốc cháy. Cùng ngày, một đám cháy lớn cũng bùng phát tại nhà máy lọc dầu ở Novohastin thuộc vùng Rostov phía nam nước Nga. Nguyên nhân gây hỏa hoạn được xác định là do cuộc tấn công của máy bay không người lái. Thống đốc vùng Rostov, ông Vasily Golubev cho biết, đám cháy bắt đầu trên diện tích khoảng 50m², sau đó lan rộng đến 100m². Hơn 15 phương tiện và 120 người đã được huy động tham gia dập tắt đám cháy. Kể từ đầu năm 2024, Ukraine thường xuyên sử dụng máy bay không người lái tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga ở nhiều khu vực khác nhau. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả những hành động này là phản ứng của Ukraine trước những cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng nước này. Người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine SBU Vasil Maliuk tuyên bố những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu đã làm giảm 12% sản lượng lọc dầu của Nga. Xung đột Nga-Ukraine đang ở một bước ngoặt nguy hiểm mới khi các nước phương Tây bắt đầu bật đèn xanh cho Ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công vào lãnh thổ Nga. Đầu tháng 5 vừa qua, Nga bất ngờ mở đợt tấn công bộ binh xuyên biên giới vào tỉnh Kharkov ở đông bắc Ukraine sau gần 2 năm rút quân khỏi đây. Mặc dù Ukraine nói rằng họ đã lường trước được kịch bản này, song thực tế, sự kháng cự của họ rất ít ỏi trong bối cảnh cạn kiệt vũ khí, đạn dược. Nước đi này của Nga chắc chắn sẽ khiến không ít đồng minh, đối tác phương Tây của Ukraine sửng sốt. Kiev thừa nhận, trận chiến ở Kharkov hiện nay thậm chí còn khốc liệt hơn ở chảo lửa Bakhmut năm ngoái. Giới quan sát cho hay, chiến dịch tấn công Kharkov của Nga là giọt nước tràn ly, khiến các quan chức ngoại giao, quân sự hàng đầu trong chính quyền Tổng thống Joe Biden thay đổi quan điểm về hỗ trợ vũ khí cho Ukraine.
Ngày 30 tháng 5, ông Biden đã ngầm cửa trói cho lính Ukraine, nhưng yêu cầu họ chỉ tập kích mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga gần biên giới với Kharkov. Suốt nhiều tháng qua, Mikhail và đồng đội Alexander tại lữ đoàn biệt kích rừng số 71 quân đội Ukraine cảm thấy như bị trói một tay sau lưng khi phương Tây cấm họ dùng vũ khí được viện trợ để tập kích vào đội hình binh sĩ khí tài Nga bên kia biên giới. Alexander nói, nếu Nga sử dụng vũ khí của họ nhằm vào lãnh thổ của chúng tôi, vậy thì mọi thứ cần công bằng, chúng tôi nên được tập kích vào lãnh thổ họ, mọi thứ thật bất công. Trinh sát cung cấp cho chúng tôi tọa độ của các mục tiêu Nga, nhưng chúng tôi không thể tấn công họ. Ngày 4 tháng 6, các binh sĩ Ukraine ở thành phố Vovchan, tỉnh Kharkov, nói với Telegraph rằng họ hoan nghênh động thái của Mỹ và đồng minh, gọi đây là quyết định đúng đắn dù có muộn màng. Vovchan đã bị tàn phá đáng kể. Khi Nga mở chiến dịch tiến công ở Kharkov 3 tuần trước, lực lượng Ukraine ở đây nói các chỉ huy của họ biết vị trí các mục tiêu quan trọng của Nga nhưng không thể làm gì bởi Nga phát động tấn công từ bên kia biên giới. Tập kích vào các chuỗi hậu cần, căn cứ không quân, trận địa pháo binh và vị trí tập trung quân sẽ giúp ngăn cản đáng kể nỗ lực của Nga nhằm tiến sâu hơn vào Kharkov. Theo Alexander, điều quan trọng chúng tôi cần làm là phá các chuỗi hậu cần của họ ở hậu phương. Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Andriy Yermak có quan điểm tương tự. Theo ông Yermak, sự thay đổi chính sách của phương Tây sẽ giúp Ukraine đẩy lùi các đợt tiến công của Nga, đối phó các đợt tập kích và phòng thủ tốt hơn tại Kharkov. Ông Yermak nói, cho phép sử dụng vũ khí phương Tây tập kích lãnh thổ Nga là quyết định quan trọng, động thái sẽ tác động đến cách tác chiến, lên kế hoạch phản công và làm suy yếu khả năng triển khai lực lượng từ khu vực biên giới của Nga. Sau khi được nới vòng kim cô, lực lượng Ukraine đã sử dụng pháo phản lực phóng loạt tự hành HIMARS để tập kích loạt mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Thông tin và video đăng trên Telegram cho biết, ngày 2 tháng 6, hệ thống phòng không S-300-S-400 tại tỉnh biên giới Belgorod của Nga đã trúng đạn HIMARS. Hai bệ phóng của tổ hợp được cho là bị phá hủy hoàn toàn, các thành phần khác bị hư hại. Điện Kremlin trước đó đã cảnh báo Washington về hậu quả nghiêm trọng khi cho phép Ukraine tập kích xuyên biên giới như vậy. Trên tiền tuyến, binh sĩ Ukraine không mấy quan tâm đến những cảnh báo như vậy. Một lính bộ binh Ukraine nói, ít nhất chúng tôi sẽ có thể đẩy lùi họ phần nào, chúng tôi có lẽ sẽ có thêm thời gian để xoay sở. Tình hình vốn rất nguy nan. Binh sĩ Ukraine tại tiền tuyến đã tiếp nhận thêm đạn dược từ Mỹ sau khi Quốc hội nước này duyệt gói viện trợ hơn 60 tỷ đô la Mỹ cho Kiev cuối tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên họ vẫn đang bị hỏa lực của Nga áp đảo. Một pháo thủ Ukraine nói, nếu chúng tôi khai hỏa 10 phát, họ sẽ bắn lại 50 phát và dù có thêm đạn, nòng pháo của chúng tôi cũng đã cũ và hao mòn. Cho phép tập kích vào lãnh thổ Nga sẽ giúp ích, pháo thủ này dự đoán, nhưng cho rằng số lượt tấn công qua biên giới chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số mục tiêu Ukraine nhắm đến. Binh sĩ này cho hay, tất nhiên, họ nên cho chúng tôi lựa chọn đó, chúng tôi sẽ không dùng vũ khí nhằm vào dân thường mà chỉ tấn công mục tiêu quân sự. Chúng tôi cần phải hạ lính Nga để họ không thể đến được đây. Sau đợt tiến công của Nga, giới chức Ukraine cho biết khoảng 80% công trình tại Vovchan đã bị hư hại. Theo các binh sĩ Ukraine, tình hình tiền tuyến gần đây đã ổn định và họ đang kiểm soát khoảng 70% thành phố này. Tuy nhiên, lính Ukraine vẫn đối mặt nguy cơ từ bom lượn, loại vũ khí có thể được thả từ phi cơ Nga ở ngoài tầm bắn của phòng không Ukraine. Mikhail nói tình trạng khan hiếm đạn dược đã được giải quyết phần nào sau khi Mỹ duyệt gói viện trợ. Mikhail cho biết thêm, tình hình rất hiểm nghèo vào cuối năm 2023, nhưng chúng tôi giờ đây đã có thể khai hỏa pháo trở lại. Tác chiến chỉ dùng bộ binh là bất khả thi. Nếu các đồng minh tăng cường viện trợ, chúng tôi có thể cứu thêm nhiều sinh mạng Ukraine. Giới quan sát đánh giá quyết định nới vòng kim cô vũ khí cho Ukraine khó khiến cục diện chiến sự thay đổi, mà chỉ phần nào ngăn cản khả năng Nga tấn công qua biên giới. Nhà nghiên cứu tại Đại học Bremen, Đức, Nikolai Mitrokhin nhận định, Ukraine không có đủ nguồn lực để kiểm soát toàn bộ biên giới và sẽ phải khai hỏa từ những vị trí khá xa lãnh thổ Nga. Hy vọng Ukraine có thể thành công trong việc tập kích lực lượng Nga cùng khí tài của họ đang chuẩn bị triển khai. Uy tín của xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp được cho là đang ngày càng bị suy giảm khi bộc lộ những điểm yếu và sai sót trên chiến trường Ukraine. Mặc dù từng được ca ngợi là nhân tố thay đổi cuộc chơi cho quân đội Ukraine, việc triển khai các xe tăng Abrams này, đặc biệt là mẫu M1A1, nhằm mục đích tăng cường sức mạnh của quân đội Ukraine trong cuộc đối đầu với các lực lượng Nga, nhưng thực tế chiến trường đã làm dấy lên nghi ngờ về tính hiệu quả của chúng.
vào tháng 1 năm ngoái, Mỹ đã đồng ý gửi 31 xe tăng Abrams tới Ukraine. Những chiếc xe tăng này, mỗi chiếc trị giá khoảng 10 triệu đô la Mỹ, rất cần thiết để chọc thủng các tuyến phòng thủ của Nga. Đến tháng 10 cùng năm, tất cả 31 xe tăng trên đã đến Ukraine, làm dấy lên hy vọng về lợi thế chiến lược cho Kiev trên chiến tuyến luôn thay đổi. Tuy nhiên, những chiếc xe tăng này gặp phải thách thức đáng kể trên chiến trường, đặc biệt là từ thiết bị bay không người lái của Nga. Ít nhất 5 xe tăng Abrams đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Nga. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất trên kênh CNN của Mỹ, các kíp xe tăng Ukraine được huấn luyện ở Đức đã chia sẻ mối quan ngại về hiệu quả của xe tăng Abrams. Họ nói rằng lớp giáp của xe tăng Mỹ không đủ chắc chắn trước các loại vũ khí hiện đại. Một thành viên tổ lái xe Ukraine cho biết, lớp giáp của xe tăng không đảm bảo vào thời điểm này, nó không bảo vệ mọi người trong xe. Thực sự thì ngày nay đây là cuộc chiến của thiết bị bay không người lái. Một thành viên khác chỉ ra rằng xe tăng Abrams là mục tiêu số 1 trên chiến trường và không có lực lượng yểm trợ. Xe tăng không thể sống sót trên chiến trường. Những nhận định này nhấn mạnh điểm yếu của xe tăng Abrams và nguy cơ cao đối với những người lính vận hành. Mặc dù các thông tin trước đó chỉ ra rằng Ukraine đã rút xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp khỏi tiền tuyến, nhưng các quan chức từ Lữ đoàn Cơ giới 47, đơn vị nhận xe tăng từ Mỹ, khẳng định rằng tất cả xe tăng Abrams đều đóng quân gần mặt trận phía đông. Các vấn đề kỹ thuật càng làm tăng thêm thách thức cho xe tăng. Trong một lần đưa tin của phóng viên CNN, một chiếc xe tăng Abrams đã bất động do trục trặc động cơ dù mới được vận chuyển từ Ba Lan sang. Các binh sĩ Ukraine sử dụng xe tăng cũng báo cáo rằng mưa hoặc sương mù có thể gây ra hiện tượng ngưng tụ hơi nước, có khả năng làm hỏng thiết bị điện tử của xe tăng. Ngoài ra, họ còn phải đối mặt với các vấn đề về đạn dược do nguồn cung cấp hiện tại không phù hợp với nhu cầu chiến đấu. Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của xe tăng chiến đấu chủ lực MBT trong cuộc chiến trên bộ cường độ cao hiện đại. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã chứng minh rằng các hoạt động tấn công quy mô lớn là không thể thiếu sự tham gia của các phương tiện bọc thép này. Tuy nhiên, có một số yếu tố chính góp phần khiến xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp gặp khó khăn trên chiến trường Ukraine. Những yếu tố này cũng cho thấy những thách thức mà lực lượng vũ trang Ukraine phải đối mặt. Một số nguồn tin phương Tây đã chỉ trích giới lãnh đạo Ukraine vì lập kế hoạch tác chiến kém, nhưng thực tế là lực lượng vũ trang Ukraine đang gặp bất lợi nghiêm trọng trước quân đội Nga được trang bị tốt và nguồn lực dồi dào. Hiệu quả của xe tăng Abrams cũng bị cản trở đáng kể do thiếu hỗ trợ quan trọng từ trên không, một thành phần quan trọng trong cuộc chiến bọc thép hiện đại. Trong cuộc phỏng vấn, các đội xe tăng Ukraine đã nhắc lại khác biệt quan trọng giữa điều kiện chiến trường của NATO và Ukraine. Xe tăng Abrams được thiết kế theo phong cách tác chiến của NATO, trong đó sức mạnh không quân và pháo đóng vai trò then chốt trong việc chuẩn bị chiến trường trước khi xe tăng và bộ binh tiến lên. Do đó, Kiev thường bày tỏ thất vọng về việc thiếu pháo và không quân. Ngoài ra, hệ thống phòng thủ mạnh chỉ có thể bị chọc thủng bằng sức mạnh không quân và lượng lớn thiết giáp hạng nặng. Vì không có lực lượng không quân nên chiến thuật này cần nhiều xe tăng, nhưng kho vũ khí hiện tại của Ukraine là sự chắp vá của nhiều phương tiện khác nhau. Mỹ cũng chỉ cung cấp 31 xe tăng Abrams cho Ukraine. Một số tính năng chính thậm chí đã bị loại bỏ để tuân thủ các hạn chế xuất khẩu. Các chuyên gia cho rằng Ukraine cần ít nhất 2 lữ đoàn xe tăng Abrams, khoảng 200 xe tăng, trong nỗ lực hiệp đồng chiến đấu để tạo ra tác động trên chiến trường. Số lượng xe tăng Abrams hạn chế không thể vượt qua được hệ thống phòng thủ và phòng không mạnh mẽ của Nga. Trong suốt cuộc chiến, quân đội Ukraine đã phải học cách sử dụng nhiều hệ thống khác nhau. Abrams, đặc biệt là động cơ, là một hệ thống phức tạp và vấn đề bảo trì từ lâu đã là một mối quan ngại. Hồi tháng 2 năm nay, một báo cáo của Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ đã kết luận rằng Lầu Năm Góc không có kế hoạch bảo trì và rằng nếu không có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, bao gồm các phụ tùng thay thế, đạn dược và hỗ trợ thích hợp, Ukraine sẽ không có khả năng duy trì những hệ thống vũ khí này trong cuộc chiến với Nga. Mới đây, Thống đốc thân Nga của vùng Zaporizhia Yevgeny Balitsky cho biết Moscow dường như đang thảo luận về phương án lập một vùng liên bang gồm Crimea và 4 vùng mới sáp nhập từ Ukraine hồi năm 2022, gồm Donetsk và Lugansk, Kherson, Zaporizhia và Crimea. Ông Balitsky nói, quả thực vấn đề này đang được thảo luận. Ngày nay chúng ta cần một người xứng đáng sẽ lãnh đạo các khu vực mới gồm Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia và Crimea. Tôi nghĩ rằng Crimea cũng sẽ là một phần trong vùng mới, nhưng đây chỉ là giả định của tôi. Ông cho rằng việc lập vùng mới là không nên trì hoãn vì các khu vực này cần thêm người để bảo vệ lợi ích của họ. Hồi tháng 2 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tổ chức lại cơ cấu quân đội nước này, sắc lệnh đưa 4 vùng sáp nhập từ Ukraine gồm Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk vào quân khu phía Nam của Nga. Nga sáp nhập các vùng trên vào cuối năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi tại những vùng đó. Đến nay, Nga vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn 4 tỉnh này. Ukraine và phương Tây cũng không công nhận quyền kiểm soát của Moscow đối với Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk. Kiev nêu rõ,
Một trong những điều kiện tiên quyết để nối lại hòa đàm là Nga phải rút hết quân khỏi các vùng lãnh thổ của Ukraine, khôi phục đường biên giới Ukraine được quốc tế công nhận năm 1991, trong đó có bán đảo Crimea, khu vực mà Nga sáp nhập năm 2014, cũng thông qua một cuộc trưng cầu dân ý. Năm ngoái, ông Putin thông báo Nga có kế hoạch phân bổ 1,9 nghìn tỷ rúp, tương đương 20 tỷ đô la Mỹ từ ngân sách liên bang trong 2 năm rưỡi tới để phát triển 4 khu vực tại Ukraine mà Moscow tuyên bố sáp nhập vào năm 2022.